Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với fanpage và với kênh Spotify Học Văn Cô Sương Mai. Và đây là số radio chạp sẽ được lên sóng vào 23 giờ tối thứ hai hàng tuần, là nơi để các bạn có thể ký gửi những tâm tư, cảm xúc của mình, đặc biệt là những nỗi buồn, những sự băn khoăn mà mình chẳng biết phải bộc bạch cùng với ai. Chương trình sẽ tiếp nhận những lá thư của các bạn, có thể được gửi với thông tin cụ thể của mình, có thể được gửi dưới dạng ẩn danh, đều được các bạn nhé. Sương Mai cũng sẽ để đường link hòm thư ký gửi ngay dưới video ở trên fanpage. Các bạn có thể truy cập vào và có thể chọn nơi đây làm một điểm tựa để nhắn gửi những câu chuyện của mình. Và ngày hôm nay, chủ đề mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện qua những lá thư cũng là một chủ đề mà chắc hẳn nhiều bạn khán thính giả cũng đã từng phải suy ngẫm và đã từng cảm thấy đau đớn. Mình dùng từ như vậy không phải là một từ nặng đâu, bởi vì chủ đề ngày hôm nay là về gia đình. Có thể là nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là dùng từ đau đớn, tổn thương, nặng nề có phải là quá với hai chữ thiêng liêng gia đình hay không. Nhưng mà không các bạn ạ. Bởi vì đúng, gia đình vốn dĩ sẽ là một nơi để trở về. Gia đình vốn dĩ sẽ là một bến bờ bình yên. Gia đình vốn dĩ phải là một nơi an toàn nhất để chúng ta cảm thấy mình được làm mình. Mình có thể thoải mái giãi bày bản thân. Mình có thể được vỗ về, được ôm ấp, được chở che. Nhưng cũng có những gia đình không còn là điểm tựa. Cũng có những câu chuyện đầy thương tâm xuất phát từ chính nơi đáng lẽ ra phải là tổ ấm ấy. Và những câu chuyện của ngày hôm nay chắc hẳn cũng sẽ khiến một số bạn tìm thấy đâu đó những mảnh vỡ vụn trong tâm hồn của mình. Và chúng ta sẽ cùng đến với lá thư đầu tiên. Lá thư đến từ bạn có nickname Gà Con Chưa Lớn. Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé. Gửi một chút tâm sự với cô. Trong những ngày tháng ôn thi, miệt mài với sách vở, em đã không ít lần mệt mỏi, muốn gục ngã, bỏ cuộc. Nhưng em vẫn vực bản thân mình dậy, tiếp tục cố gắng và nỗ lực thật nhiều vì ước mơ, vì bố mẹ và cả vì những người luôn bên cạnh yêu thương em. Nhưng trong sự cố gắng ấy, em luôn bị mọi người, đặc biệt là những người hàng xóm hay ngay cả cô dì chú bác họ hàng nói với em: học lắm làm gì, học ít thôi, không học lắm về sau bị ngớ ngẩn, đau hết người đấy. Để xem học nhiều thế này mai đỗ được trường gì, học thế thì có mà làm giáo sư tiến sĩ à. Người ta luôn chỉ nhìn vào thành quả, không nhìn vào sự nỗ lực của em. Thế em học thì lại nói đừng học nhiều như thế. Tại sao vậy? Không động viên em thì thôi, nhưng xin đừng dùng những lời ác ý như thế được không? Xung quanh bạn bè em ai cũng nỗ lực, các bạn 2K5 trên cả nước cũng đang cố gắng từng ngày từng giờ để có thể đến gần hơn với cánh cổng trường đại học mình mong muốn. Em cũng như thế mà. Em chỉ có một năm lớp 12 này thôi, nên em phải cố gắng, dù có phải đánh đổi mồ hôi hay nước mắt chứ. Nhưng cứ nghe những lời nói ấy, em lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Cảm ơn những chia sẻ của bạn Gà Con Chưa Lớn. Và chắc hẳn là có thể có những bạn cũng sẽ thấy câu chuyện này nó cũng rất là gần gũi và quen thuộc phải không nào? Cô từng nghe một câu như thế này các bạn ạ. Mặc dù nghe có vẻ hơi phũ phàng một chút, nhưng trong một vài trường hợp nha, một vài trường hợp thôi, thì nó khá là đúng. Đấy là họ hàng không phải là gia đình thực sự. Gia đình thực sự là bố, là mẹ, là anh chị em ruột thịt, là ông bà, là những người sống cùng với các bạn hàng ngày. Còn đôi khi sẽ có những người cô dì chú bác mà họ không thật sự hiểu được mình, và họ cũng không thật sự thấu hiểu được những cái nỗi lòng, những cái tổn thương hay là những cái áp lực mà mình đang phải gánh chịu. Đó là lý do mà đôi khi họ lại làm người vô tình nhất với mình. Mặc dù mình thấy rằng là họ là những người rất là gần gũi, họ cũng là những người ở trong họ hàng, họ cũng là những người mà có mối quan hệ mật thiết với bố mẹ của mình, nhưng không phải ai trong số họ cũng có thể dịu dàng được với mình, giống như là bạn Gà Con Chưa Lớn có chia sẻ ở đây. Nói như thế không có nghĩa là đánh đồng tất cả nhá. Ở đây cô vẫn phải nhấn mạnh rằng là có những câu chuyện cá biệt như thế, chứ không phải là tất cả đều như vậy. Hơn thế nữa thì cũng có thể là những người cô dì chú bác của bạn Gà Con cũng có quan tâm tới bạn, nhưng mà cái cách quan tâm nó đang chưa đúng, và nó khoác lên mình một cái diện mạo của sự quan tâm có phần xấu xí quá, có phần gồ ghề quá, và có phần làm cho mình cảm thấy mình bị tổn thương nhiều hơn
là mình được nhận sự động viên và khiến mình muốn nỗ lực hơn nữa. Cô thì cô nghĩ rằng là cuộc sống này vốn dĩ rất là phức tạp, và hành trình phía trước, cô phải cam đoan với các bạn một điều rằng là sẽ còn nhiều điều khó khăn và sẽ có những lời khó nghe như thế này nữa. Các bạn ạ, đây không phải là dọa đâu, mà đó là thực tế. Cuộc hành trình trưởng thành của chúng ta gần như không có ai là có thể trải qua bằng phẳng. Nhưng ở một góc độ nào đó, chính những lời khó nghe ấy cho mình biết rằng là ai sẽ là người thương mình thực lòng, ai sẽ là bến đỗ thực sự của mình, ai sẽ là nơi để mình tìm thấy mỗi khi mình muốn thả lòng mình vào những giây phút bình yên. Thế nên đôi lúc trên hành trình này, chúng ta phải học cách chọn lọc những gì mình lắng nghe, chọn lọc những gì mà gửi tới với mình. Sẽ có những lời mà các bạn nâng niu, cất giữ, coi nó như là một cái nguồn động lực mạnh mẽ, coi nó như là một cái sức mạnh để mình tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng sẽ có những lời và sẽ có những người mình phải gạt họ ra trong cái hành trang ký ức của mình. Mình phải đặt họ sang một bên trên cái con đường để mình đi tới đam mê và mục tiêu mà mình đã lựa chọn. Bởi vì ở một góc độ nào đó, họ đang không mang lại cho mình sự tích cực. Điều đó không phải là một điều dễ dàng, thế nhưng cũng là một trong những bài học và trải nghiệm mà cô nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều sẽ phải như vậy. Cô cũng như thế, bạn gà con cũng như thế. Và cô nghĩ rằng nhiều bạn trong số chúng ta, các bạn khán thính giả đang xem video này, họ đang lắng nghe podcast này, đều có thể phải đối diện với cái trải nghiệm này. Phải chọn lọc, phải biết rằng là mình nên giữ điều gì và nên để điều gì nó trôi đi. Có như vậy thì mình mới có thể mạnh mẽ hơn và thoải mái hơn trên cái chặng đường mà mình đã lựa chọn. Bởi vì mình không thể nào mong cầu là tất cả mọi người trong cuộc sống này mà mình gặp đều sẽ dịu dàng và ngọt ngào với mình. Bởi vì điều đấy mình không được chọn lựa, và điều đấy mình cũng không thể được kiểm soát. Cô luôn nghĩ một cách đơn giản như thế này, đấy là điều gì mình có thể thay đổi từ phía mình và nằm trong tầm kiểm soát của mình thì mình sẽ nỗ lực để hoàn thiện. Còn điều gì nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, đến từ thế giới khách quan, đến từ những người xung quanh mà mình không thể tác động được, thì mình sẽ đành gạt họ sang một bên nếu như họ đang không mang lại cho mình những điều tích cực. Điều này khó đấy, nhưng chúng ta sẽ cần bản lĩnh ấy và sự dũng cảm ấy để có thể có được những cái nguồn động viên thực sự cần thiết, đặc biệt là ở giai đoạn này, giống như em đó, ở giai đoạn mà tất cả các bạn học sinh lớp 12 đều đang rất rất cần những sự động viên. Và hãy thử nghĩ mà xem, đôi khi mình hay cứ bị gọi là xem nặng, xem trọng những cái lời tiêu cực mà mình bị quên mất những cái lời tích cực. Trong khi chúng ta nhận được những lời tích cực đôi khi còn nhiều hơn cả những lời tiêu cực như thế đấy. Nên hãy nghĩ tới những cái nguồn động viên, và hãy nghĩ tới những người mà đem tới cho em cái cảm giác ngọt ngào, để mình có thể có thêm sức mạnh và quên đi những lời làm cho mình buồn bã ấy nhá. Cô mong rằng bạn gà con cũng sẽ lắng nghe được số radio này và sẽ cảm thấy thoải mái hơn, mạnh mẽ hơn ở một khía cạnh nào đó. Các bạn mà chúng ta đang lắng nghe radio này cũng có thể để lại comment ở bên dưới để cổ vũ tinh thần cho bạn gà con và tiếp thêm sức mạnh cho mình, cho bạn và cho tất cả chúng ta nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với lá thư tiếp theo. Lá thư rất là dài các bạn ạ. Chúng ta hãy cùng gọi là gác lại tất cả những cái việc khác để thử lắng nghe và gọi là đồng hành cùng bạn ấy trong câu chuyện này nhé. Đây là lá thư của một bạn ẩn danh. Chúng ta cùng theo dõi nha. Cô ơi, hiện tại em đang là học sinh lớp 11. Trong suốt 10 năm qua, em đều là học sinh giỏi, đậu nhiều giải tỉnh, huyện khác nhau. Vì thế mà kỳ vọng của ba mẹ đặt lên em rất nhiều. Từ khi lên 11 tới giờ, ba mẹ em trở nên khó tính hơn. Họ hay la mắng em mỗi ngày. Ba mẹ nói ra những lời rất khó nghe mà họ nghĩ em không để trong lòng, không suy, không nghĩ. Em buồn lắm. Họ la em chỉ biết suốt ngày ăn học, không làm được gì cho gia đình. Có lúc mẹ em còn nói em chẳng kiếm được đồng nào. Đã nhiều lúc, từ những lời nói ấy, em thử lên mạng, search để tìm thêm các cách kiếm tiền. Không phải nhà em vất vả hay quá khó khăn đâu ạ. Ba mẹ em thu nhập vẫn ổn định, nhưng không hiểu sao họ lại buông những lời như thế. Em cứ bị ba mẹ đặt cho là làm biếng,
không phụ giúp gì, suốt ngày chỉ học, học, hở cái nhờ gì là mắc học. Do từ lúc lên lớp 11, em đã không bắt được nhịp, có phần sơ suất nhưng không tới nỗi nào, chỉ là đang thua lớp 10 một tí. Nên từ đó, ba mẹ vị vào la em thêm. Nhắc đến vấn đề suốt ngày học là do lên 11, em bắt đầu mua nhiều khóa học online. Vì thế, em nghỉ học ở với các thầy cô. Phần lớn thời gian em chỉ ở nhà học online, tự học, chứ không đi học thêm nhiều như mọi khi. Vậy nên em phải chủ động điều chỉnh việc học cho bản thân. Thời gian của em chỉ đến trường, rồi về nhà ngồi vào bàn học. Đôi lúc, phải nghe những lời chửi la quá đáng như thế. Nhiều lúc, em không muốn sống trong chính ngôi nhà của mình nữa. Em thầm nhắc nhở bản thân hãy cố gắng hơn một năm nữa thôi, để lên học đại học. Những gì em cố gắng nỗ lực, ba mẹ không hề thấy. Mà hờ một xíu, không được như họ kỳ vọng, là em sẽ bị nói suốt ngày ôm điện thoại chơi. Em cũng đã từng nói là em học online, em phải dùng điện thoại nhiều hơn, nhưng ba mẹ không chịu hiểu cho em. Đã rất nhiều lần, em và mẹ nói chuyện với nhau về việc em sử dụng điện thoại. Mỗi khi học xong, em hay giải trí bằng cách xem điện thoại. Nhưng khi mẹ thấy, thì mẹ bảo rằng, nguyên buổi, em chỉ dùng điện thoại không chịu học, để mẹ vào bắt gặp. Em cảm thấy rất mệt mỏi, dù đã giải thích, và bây giờ mẹ có nói như thế nào đi chăng nữa, em cũng im lặng. Em đã nghĩ rất nhiều, mong bản thân rơi vào trầm cảm, để ba mẹ hiểu, ba mẹ đối xử khác với em. Chứ mỗi lần nói gì, ba mẹ cũng cho em sai. Ba mẹ đúng, người lớn luôn đúng. Em đã khóc rất nhiều và tủi thân lắm. Em cứ suy nghĩ đến những lời la mắng nặng nề ấy, rồi cảm thấy buồn chán, đôi khi là tuyệt vọng. Đã mấy tháng nay, em không nói chuyện gì nhiều và chia sẻ với mẹ như xưa nữa. Lúc trước mẹ rất hiểu em, nhưng gần đây, mấy tháng, nói chuyện với mẹ, muốn nghe những lời động viên khích lệ, nhưng mẹ chỉ tìm nguyên nhân em làm sai, la dày em, nói với ba, xong cả hai cùng vào la em thêm. Từ đó tới nay, em đã tự nhủ, không bao giờ nói gì với mẹ nữa. Bởi khi mà em cố gắng giải thích nói chuyện, thì mẹ lại càng hiểu sai. Mẹ cho rằng em ăn nói hỗn láo, mất dạy. Hiện tại, em không thể chia sẻ với bất kỳ ai về vấn đề này. Em buồn lắm, cô ạ. Em mong cô có thể chia sẻ với em bằng vài lời động khuyên, động viên em với. Chứ em cảm thấy rất mệt mỏi với chính gia đình của mình. Cô cảm ơn lời chia sẻ và những cái câu chuyện mà rất là chân thực và đầy day dứt đến từ bạn. Cô cũng hình dung được cái cảm giác hoang mang, cái cảm giác ấm ức và thậm chí là cả cái sự tuyệt vọng mà bạn đang đề cập tới. Đây cũng chính là một cái minh chứng cho tên của chủ đề chúng ta ngày hôm nay. Khi mà gia đình không còn là điểm tựa, khi mà gia đình lại khiến cho mình cảm thấy hoang mang về giá trị của chính mình nhiều hơn, khi mà mình không biết phải làm sao để gần hơn với bố mẹ, để đối thoại với người thân, để giúp bố mẹ hiểu được rằng là mình cũng đang cố gắng và mình cũng đang nỗ lực. Em cũng đã chỉ ra một cái vấn đề mà đúng là rất nhiều phụ huynh mắc phải. Đấy là nhiều người cho rằng những cái vấn đề và hạn chế của trẻ con nó cứ bé xíu à. Các bạn còn nhỏ, các bạn không biết gì. Ui, áp lực học tập có là cái gì đâu. Nhiều người cho là như vậy. Và cũng một cái sai lầm nữa. Đấy là người lớn luôn đúng. Bởi vì người lớn nhiều áp lực hơn. Bởi vì người lớn phải gánh cái gánh nặng cơm áo gạo tiền. Bởi vì người lớn nhiều trải nghiệm. Bởi vì người lớn nhiều tuổi. Vân vân. Có lẽ đó cũng là một trong những điều mà cô nghĩ rằng là chính những bậc phụ huynh cũng cần phải ngẫm nghĩ và cũng cần phải xem xét lại về cái cách mà mình trò chuyện với con, cách mà mình dạy con. Mặc dù là cô tin rằng là bố mẹ có ý tốt và có thể là thời gian gần đây bố mẹ có những cái áp lực chưa thể tỏ bày được, thành ra là vô tình chút cái áp lực đấy lên em. Nhưng mà cái cách đấy nó cũng không làm cho bố mẹ cảm thấy nhẹ lòng hơn đâu. Cô nghĩ rằng là mỗi lần mà bố mẹ buông những lời nặng nề về em là bố mẹ cũng cảm thấy mệt mỏi, là bố mẹ cũng cảm thấy thật là chán nản, là bố mẹ cũng cảm thấy bất lực trong việc giao tiếp với con của mình. Thế nên có lẽ đây là lúc mà cả hai bên đều cần phải bình tĩnh lại để lắng nghe nhau, để vượt qua những khoảng cách, để phá vỡ những rào cản, để hiểu được đối phương đang cần gì và đang phải đối diện với những điều gì. Cô thì cô nghĩ rằng là bởi vì cô đang trực tiếp trò chuyện với em và mong rằng là em đang theo dõi số radio này,
Thì hay là mình chủ động trước đi. Mình chủ động trước đi. Giống như lúc nãy cô đã nói, đó là có những cái điều mà nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, thì hay là mình thay đổi từ phía mình trước. Ví dụ ngày xưa vào những cái thời điểm mà cô và bố mẹ có những khoảng cách, và có những lúc mà cũng thực sự là không biết là phải nói chuyện với bố mẹ như thế nào, bởi vì bố mẹ không hiểu mình. Bố mẹ cũng từng đặt rất là nhiều những cái áp lực và những cái niềm tin, sự kỳ vọng lớn quá lên mình. Thành ra là đôi lúc mình cảm thấy là mình không đáp ứng được. Thì cô đã chọn cách là cô viết thư. Cô viết cho bố mẹ những lá thư. Những lá thư rất nhẹ nhàng thôi. Những lá thư ở khía cạnh sẻ chia. Những lá thư ở khía cạnh là mong muốn được ba mẹ lắng nghe, chứ không phải là những lời trách móc hay là những cái lời giận hờn. Bởi vì ở một cái góc độ nào đó, khi mà mình giận lên, lại còn ở độ tuổi 17, 18, cái tôi của mình đó nó đang rất là mạnh, thì nhiều lúc mình dễ sừng cồ lên với ba mẹ. Và chính vì cái điều ấy khiến cho ba mẹ nghĩ rằng là mình vẫn trẻ con và mình đang hỗn loạn. Còn nếu như mà mình chọn cách nhẹ nhàng hơn, có thể là qua những cái lời nói, qua những cái con chữ mà nó dịu dàng, nó trìu mến, thì cô nghĩ rằng là ba mẹ sẽ cảm nhận được là em đã trưởng thành ở phần nào. Thậm chí là khi mà đọc như vậy, ba mẹ cũng có thể nhận ra rằng là hình như mình mới là người trẻ con, hình như mình mới là người thiếu sự thấu hiểu và thiếu sự lắng nghe, hình như mình mới là người đang vội vã định kiến với con mình và đang tạo áp lực lên cả hai phía. Cô nghĩ rằng là đầu tiên mình có thể nhận lỗi về phía mình trước. Mình có thể chia sẻ với ba mẹ rằng là con biết rằng là đã có những lúc con còn trẻ con, đã có những lúc con chưa đáp ứng được kỳ vọng của ba mẹ, đã có những lúc con làm cho ba mẹ phiền lòng. Nhưng em hãy khẳng định một điều, và đúng là em đang như vậy, đấy là con vẫn đang cố gắng mỗi ngày ba mẹ ạ. Con sai ở đâu, ba mẹ hãy cứ chỉ cho con. Con nhất định sẽ ghi nhớ và sẽ nỗ lực để chỉnh sửa từng chút một và hoàn thiện hơn. Điều thứ hai, em có thể nói với ba mẹ về việc đấy là năm nay là một năm vô cùng áp lực, bởi vì nó là năm bản lề để chuẩn bị sang năm con lên lớp 12 là con sẽ thi đại học. Vì thế nên là con sẽ phải học nhiều hơn, con sẽ phải có những cái không gian riêng nhiều hơn, con sẽ có những lúc mà chưa thực hiện được những cái điều mà ba mẹ đang muốn con làm. Thì con mong là ba mẹ hãy thông cảm với con và hãy tin con ở chỗ đấy là con đang cố gắng hết mình cho việc học tập. Và con học không phải chỉ vì bản thân con học bởi vì con biết là ba mẹ đã nỗ lực vì con rất nhiều. Con biết là ba mẹ đặt kỳ vọng vào mình, và con học để sau này con có thể đủ khả năng để báo đáp công ơn mà ba mẹ đã dành cho con suốt cả cuộc đời của mình. Và cái điều thứ ba, đấy là em hãy thử hỏi thăm ba mẹ. Bởi vì như em chia sẻ thì trước đây mẹ từng rất lắng nghe, nhưng mà dạo gần đây thì mẹ mới hay cáu gắt hơn, đúng không? Thế thì rất có thể là dạo gần đây có một cái chuyện gì đấy. Có thể là từ các mối quan hệ trong họ hàng gia đình, có thể là mối quan hệ giữa ba mẹ, có thể là chuyện kinh doanh, công việc làm ăn nó không được tốt như là những gì em nghĩ. Thành ra là mẹ cũng đang có những áp lực không thể tỏ bày cùng ai. Thế thì mình hãy chủ động mình hỏi trong lá thư này, hoặc là trong cái tin nhắn này em gửi cho ba mẹ, gửi cho mẹ mình. Em hỏi là con cũng mong là con có thể lắng nghe những tâm sự của mẹ, nên nếu như mẹ đang có những cái áp lực nào đó, hay mẹ đang có một cái nỗi buồn nào đó, thì mẹ hãy kể cho con nghe được không? Có thể là con sẽ không có được một lời khuyên nào, nhưng ít nhất con có thể lắng nghe. Và điều cuối cùng, em hãy khẳng định với ba mẹ rằng là mình thương ba mẹ nhiều đến thế nào. Mình nặng lòng như thế này là bởi vì mình rất là thương ba mẹ. Và rõ ràng là mình không hề muốn cái chuyện là chiến tranh lạnh mà nó cứ diễn ra lâu dài như thế, để dần dần mình thực sự xa nhau. Đừng để câu chuyện nó đến mức đó. Mình hãy là người chủ động trước các bạn nhé. Ba mẹ đã vất vả và đã hy sinh cho mình cả đời rồi, thế thì đôi lúc một vài lần mình là người chủ động trước cũng đâu có sao, đúng không? Miễn là chúng ta gần nhau hơn, chúng ta hiểu được nỗi lòng của nhau, và chúng ta sẽ thực sự là chỗ dựa của nhau, để cả ba mẹ và cả em đều có thêm cho mình những điểm tựa tinh thần bình yên nhất. Đó sẽ là cách để gia đình thực sự là một gia đình. Và đó sẽ là cách mà cả ba mẹ và cả em đều
hào hứng hơn, giàu động lực hơn trên cái hành trình theo đuổi cái đam mê mà mình đang chọn. Cô mong rằng là em sẽ sớm làm lành, làm hòa và hiểu được ba mẹ mình nhiều hơn nữa. Và cũng mong rằng những bạn mà đang có câu chuyện tương tự cũng có thể nỗ lực để đối thoại và trò chuyện với ba mẹ mình bằng cách này hay cách khác, để chúng ta sẽ nhẹ lòng hơn và ba mẹ cũng sẽ có thể bộc bạch được những nỗi lòng của họ. Các bạn ạ, người lớn đôi khi rất cô đơn, bởi vì cái vỏ bọc của một người lớn mà, lúc nào cũng phải mạnh mẽ, lúc nào cũng phải chỉn chu, rồi lúc nào cũng phải lo lắng, lo toan được mọi thứ. Nhưng cũng có những lúc ba mẹ rơi vào cái hoàn cảnh ba mẹ không biết phải làm gì đâu. Thế thì lúc này mình hãy là điểm tựa của ba mẹ. Mong rằng chúng ta đều sẽ nỗ lực từ tất cả các phía, từ tất cả các cương vị khác nhau, cả các bậc phụ huynh và cả các bạn học sinh. Chúng ta đều sẽ cố gắng để thấu hiểu, để tôn trọng, để lắng nghe, để cảm nhận và để là chỗ dựa của đối phương. Mong rằng số radio này sẽ không chỉ có các bạn học sinh sinh viên, mà biết đâu may mắn có cả các bậc phụ huynh cũng lắng nghe, thì chúng ta có thể cũng mềm mại, dịu dàng và đối thoại với con mình đúng hơn nữa, quý vị phụ huynh nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn vì đã gửi thư về cho chương trình Hòm Thư Ký Gửi. Và đừng quên là đây sẽ là một nơi an toàn để các bạn có thể chia sẻ những tâm tư của mình các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn sẽ có một giấc ngủ ngon và ngày mai sẽ là một ngày dịu dàng. Chúc cho các bạn sẽ luôn có một gia đình là một chốn bình yên để trở về, là một chỗ ẩn nấp sau những bão giông của cuộc đời. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những số radio tiếp theo trên fanpage và kênh Spotify Học Văn Cô Sương Mai.